báo tà hạnh hiện nay y học đã chứng minh hành vi tà dâm sẽ dẫn đến nhiều bệnh như gian mai bệnh lậu sida vân vân còn phật pháp nhìn từ góc độ luân hồi trong lục đạo đã cảnh báo chúng ta rằng hành vi tà dâm chiêu ác báo không chỉ đời này mà còn kéo dài đến nhiều kiếp sau trong một buổi họp mặt các bạn đạo có đôi vợ chồng trẻ dẫn một bé gái khoảng 2 tuổi đến cầu xin mọi người giúp đỡ. Cha mẹ bé khóc lóc kể lễ, con gái mình bất hạnh như thế nào. Nguyên bé gái này chỉ mới có 2 tuổi, nhưng bị chứng bệnh ung bú ác tính nan y. nghiêm trọng hơn nữa là ung bú mọc rất to ngay tại âm đạo. Song thân của bé như bị sét đánh vào đầu, không sao hiểu được lý do. Bé chỉ mới có 2 tuổi, vì sao lại vướng phải bệnh nặng như thế này? Đáng sợ hơn nữa là bác sĩ bảo rằng muốn trị bệnh này chỉ có nước phẫu thuật, nhưng xác suất thành công rất thấp. Mà nếu không mổ thì bệnh phát tác sẽ làm nguy tới tính mạng. Vì vậy, cặp vợ chồng trẻ này rất khổ tâm, nghĩ hết cách cũng không biết làm sao cho ổn. Bé gái khi bị bệnh hành rất đau đớn cầu sống không được cầu chết cũng không xong khiến cho người thân phiền muộn đầy lòng cũng đắm chìm trong thống khổ vô biên tôi và các bạn cư sĩ rất cảm thông cho bé càng tin sâu đây chính là nghiệp báo trọng tội đang hiển hiện tôi quan sát một hồi thì phát hiện ra nguyên nhân bé gái này tuy chỉ hai tuổi nhưng đời quá khứ Nó là một nam nhân Đã phạm tội tà dâm rất nặng Không những phá hoại gia đình người Mà còn cưỡng hiếp Giết gái nhà lành rất ác độc Gây nên thảm cảnh Người mất nhà tan Hồn người bị hại chết oan Ôm phẫn độ căm thù Thề đeo theo báo oán Làm cho bé gái ngay hiện đời Bị ung bú ác tính Thống khổ đến tận cùng Tôi nghiêm túc bảo song thân của bé gái hai vị cần phải giúp bé sám hối tụng bốn mươi chín bộ kinh địa tạng hồi hướng cho quan gia kia tôi chưa nói xong thì bỗng nghe đuổi một cái bé gái đã quỳ xuống trước tượng phật mắt tuôn tràn rụa lệ hối lỗi ánh nhìn chứa đầy vẻ van xin chúng tôi hãy cứu sống đó dù nó chưa nói rành mọi người đều ngạc nhiên cha mẹ bé bật khóc tôi xót thương bế đứa bé gầy gò lên nhìn vào đôi mắt mờ mờ đầy vẻ khẩn cầu của nó và bảo con nhất định phải sám hối trước phật cùng mẹ hễ mẹ đọc một câu thì con cũng đọc thêm một câu và phải phát nguyện vĩnh viễn không làm thương hại đến bất kỳ người hay vật nào và tôi quay sang cha mẹ của bé dặn dò hai vị phải tụng kinh ăn chay phóng sinh thật nhiều cho bé tích góp từng chút thiện sự đem công đức đó hồi hướng cho quan gia trái chủ của bé cầu họ tha thứ buông xả quán thù cho sau khi về nhà cả ba người quỳ trước phật thành tâm sám hối cha bè làm y theo lời tôi dặn và chí thành tụng kinh hồi hướng cho những người từng bị đứa bé làm hại trong quá khứ kỳ tích xuất hiện hôm sau cơn đau của bé đã giảm nhiều thấy vậy toàn gia càng tinh tấn ăn chay trì giới tùng kinh niệm phật nhờ vậy ung bú của bé bắt đầu teo nhỏ đi láng giềng chung quanh nhìn thấy kỳ tích của bé xuất hiện thì cũng xúm nhau học phật tập tu nguyện cho cả nhà họ sớm ly khổ đắc lạc sống khang kiện hạnh phúc chỉ cần họ chịu ăn chay trì kinh siêng năng sám hối sửa lỗi bé gái này nhất định sẽ khỏi bệnh. Cuối cùng, tôi xin khuyên những vị phóng túng tà dục, lấy đây làm gương, cho nên đắm mê trong sắc dục. Làm vậy là hại mình, hại người. Đời này không những khiến thân thể suy yếu, yếu mệnh, mà đời sau còn mắc đủ ác bệnh, thậm chí còn bị đọa vào địa ngục, sút sinh, thò đủ thống khổ. Thân người khó được, xin hãy biết quý trọng. Các bạn ơi, nhớ nhấn like, comment và share cho bạn bè mình cùng xem nha.